toán. Hello, hello, thầy hiểu các bạn. Chúng ta đến với bài số 18 trong chuyên mục à, 5 phút học toán tư duy. Hãy chắc chắn rằng chúng ta đọc đề bài, sau đó dừng video lại, suy nghĩ, rồi theo dõi thầy hiểu chữa nhé. Bài hôm nay không khó, chúng ta có thể làm rất nhanh. Mảnh ghép nào phù hợp để ghép vào hình dưới đây? Bây giờ chúng ta sẽ phải ghép một cái hình vào dưới cái hình này, vào đây đúng không? Vậy thì thầy cứ vẽ thêm như này. Đó, vẽ thêm như thế này Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó bị lõm vào một chỗ và nó được lồi ra một chỗ này. Vậy chúng ta hãy quan sát trong những cái hình này thì đâu là hình thỏa mãn. Hãy nhớ cho thầy là chúng ta có thể xoay những cái hình này thỏa mãn. Cái này loại rồi, e là lõm, d là lồi hết, e lõm hết không được. Bây giờ cái vấn đề của chúng ta lúc này là chúng ta quan tâm đến cái chiều của nó. À cái hình A này có vẻ hợp lý này các bạn này. Khi A mà xoay lại để cho cái này lên phía trên thì cái này nó sẽ sang bên phải. Đó, vậy đáp án của chúng ta đó là hình A. Đúng không nào? Rất đơn giản. Để xem thêm nhiều video và nhiều bài học hay hơn nữa thì các em học sinh hãy vào mathx.vn. Đây là website của thầy Hiếu được xây dựng với rất nhiều tâm huyết. Ở đây có rất nhiều những nội dung để chúng ta có thể học uh, từ lớp 1 cho đến lớp 9 cũng như là thi vào cấp 3, thi vào cấp 2 và ôn các kỳ thi học sinh giỏi. Có rất nhiều những nội dung đó là ví dụ như là học toán hàng tuần, ôn tập hè, toán tư duy Singapore và các bài toán tư duy chọn lọc, uh, các chuyên đề nâng cao cũng như là các kỳ thi học sinh giỏi các em hãy đăng nhập vào mardic vn để học cùng thầy hiếu chào tạm biệt và hẹn gặp lại